Chào các bạn nha, cái này là 10 con chích trà đất nè, mình mới lấy từ bến xe miền Đông vô, thì bây giờ mình ra thùng luôn, ra thùng cho các bạn xem luôn. Giá bán chích trà đất bên cửa hàng mình là 120.000 một con nha các bạn. Chích trà đất Gia Lai 120.000 một con. Chim này nó còn tơ nha, tơ mặt mày râu ria, nhìn như là bao công đen xì, đen xì như bao công, nhưng được cái giọng hót hay, cánh trắng nhiều. Nó cái dòng Gia Lai đặc biệt vậy các bạn, dòng nó thanh thoát lắm. Để nó cho nó một miếng vitamin C đi, gọi là tỉnh táo đi. Bây giờ mình thả vô đây chắc 20 con thì hoặc 5 con luôn. Ok, cho nó đi. Đó. Giá bán 120.000 một con nha các bạn. Mày con này đầu xà, đầu xà cánh thì con này lông còn vàng đấy các bạn, lông còn vàng, chim nó còn tơ đó, cái màu lông nó còn lông vàng nhiều nè. Con này nó bạc hết cái cánh luôn ha, con này phải đột biến không ta, bạc hết cái cánh luôn. Cứ cho nó uống nước đi rồi tính sao. Mỗi thì nuôi thì cũng vô cám giống như bình thường, cũng cho nó ăn bột đậu xanh với trứng kiến thôi. Bay vô con này thích ăn dế lắm à, dế thích ăn lắm. À quá các bạn ơi, con này nó vẫy vẫy cá nó nổi khắp người luôn nè, dế ngực nè. Con này nó còn tơ, nó chưa có trổ hết lông đen á, còn chuyền á, chưa trổ hết lông đen. Thì mình bắt ra hết đi, mình quay một lần cho các bạn xem nha. Cái chim này cánh trắng to ghê, bắt hết rồi mình sẽ quay trong lòng mình phát cho các bạn xem. Giá bán 120.000 một con nha các bạn. Địa chỉ là 114 Bắc Hải, phường 6 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Số điện thoại 0909 898 666. Cho vô đây 4 con luôn. Cái chấm bông nhỏ nhỏ này, cái mí mắt này các bạn. Rồi cái chấm bông nhỏ nhỏ này, cái mí mắt nha. Cái này cũng đáng trẻ. Thì có hai em đứt mái nha các bạn, có hai con đứt mái. Con này con thứ hai rồi, con thứ nhất mình thả đây rồi nè. Đó, con này là hai con mái nha các bạn. Có hai con mái và 20 con trống nha. Đẹp chim nha các bạn. Đó, đất Bổi Gia Lai. Đó. Thì mình phơi thùng cũng gần hết rồi. Giá bán là 120.000 một con. Địa chỉ là 114 Bắc Hải, phường 6 Tân Bình. Các bạn có nhu cầu nuôi đất thì đến cửa hàng lựa nhé. Không thì mình book Grab, mình chuyển đi nội thành nha các bạn. Gửi Grab đi nội thành. Đó. Kết thúc video ở đây nha các bạn. Các bạn hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh Chim Cảnh Sài Gòn TV để theo dõi các sản phẩm mỗi ngày bên cửa hàng Chim Cảnh đăng tải cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các video tiếp theo.